tại thành phố mới Bình Dương. Thì ở đây hàng năm được tổ chức lễ hội rước kiều ba Thiên Hậu vào ngày 19 tháng 1 âm lịch hàng năm. Ở đây lễ hội được tổ chức rất là hoành tráng, rất là đặc sắc, tại lớn nhất tại Đông Nam Bộ. Bây giờ thì hơn 3 giờ chiều rồi, quý vị chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ được diễn ra. Và lễ hội này bắt đầu rước kiều ba là từ lúc 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Ở phía trước của chú quý vị đây là chùa Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để cập nhật sự kiện xảy ra là như thế nào. Mời cô chú quý vị đồng hành cùng mình ha. Chỉ còn gần 1 tiếng đồng hồ nữa thì ở đây tổ chức lễ hội rước kiều ba Thiên Hậu lớn nhất tại Đông Nam Bộ, tại thành phố mới Bình Dương. Ở phía trước cô chú quý vị đây là những thức ăn như là nước, cơm, miễn phí. Cô chú anh chị đến đây, thứ nhất là mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và lễ hội đặc sắc tại Bình Dương. Sau đó thì dùng nước và cơm hoàn toàn miễn phí. Đây là một lễ hội rất là độc đáo của chú chị. Xe ôm cũng phục vụ miễn phí luôn. Hiện tại bây giờ thì du khách đến đây khá là đông để mà xem lễ hội bắt đầu diễn ra vào lúc 4 giờ chiều và đến 7 giờ tối. Thì đoàn rước kiều ba sẽ được đi quanh thành phố mới Bình Dương. Phía trước đây là kiều ba Thiên Hậu Thánh Mẫu. Những chiếc xe được trang trí rất là đẹp để mà chuẩn bị rước kiều ba. Còn khoảng gần 1 tiếng đồng hồ nữa thì lễ hội ở đây sẽ bắt đầu tiến hành. Phía trước xe này cũng có một cái đoàn lân. Trên xe này có trang trí một con rồng. Đi cà kheo rất là độc đáo luôn. Thank you.
Thank you.
con coi. Thank you.
Rất là rực rỡ, những bạn ấy rất là xinh.